Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Chắc đại đa số các bạn khán giả đều sẽ xem các bộ phim về siêu anh hùng trong tuổi thơ của mình. Thế nhưng đến nay, với mình, The Dark Knight của Christopher Nolan vẫn là một tượng đài, là bộ phim xuất sắc nhất mà không một bộ phim siêu anh hùng nào có thể vượt qua được. Sở hữu một kịch bản quá hay, vô cùng kịch tính, nhiều bất ngờ, không thể đoán trước xuyên suốt bộ phim, nhạc phim đỉnh, chưa kể diễn xuất của Heath Ledger khi vào vai Joker đã thành biểu tượng. Đây còn là bộ phim chỉnh chu, chuẩn chỉ từng chi tiết. Khi ai đó hỏi rằng vì sao The Dark Knight lại hoàn hảo như vậy, câu trả lời dường như rõ ràng, đó là nhân vật Joker. Tuy nhiên, việc dành thêm lời khen cho nhân vật phản diện tâm thần này là quá thừa thãi. Thế cho nên, mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu để tiết kiệm thời gian và phân tích nhân vật dưới góc nhìn tâm lý học tội phạm. Cảnh báo, video này chứa nội dung của bộ phim nên bạn nào không muốn nghe spoiler thì có thể xem video này sau khi thưởng thức The Dark Knight. Còn bây giờ thì đến với video phân tích tên hề điên loạn này thôi. Let's go! Joker là một nhân vật phản diện vừa làm ta bị mê hoặc, vừa làm ta phải khiếp sợ. Nguồn gốc của hắn cho đến giờ vẫn còn khá bí ẩn, khơi gợi lên sự tò mò về việc kẻ giết người tâm thần này được sinh ra như thế nào. Có biết đám sẹo này của tao từ đâu ra không? Trong khoảng khắc căng thẳng nhất với đối tượng mình đang đe dọa, Joker luôn kể một câu chuyện về những vết sẹo trên mặt. Thế nhưng, hắn lại kể hai phiên bản khác nhau về việc làm sao mà hắn có mấy vết sẹo trên mặt trong The Dark Knight. Phiên bản thứ nhất được kể cho tên trùm tội phạm Gambo. Phiên bản thứ hai là khi kể cho Rachel. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Joker lại kể hai câu chuyện khác biệt và đối lập với nhau? Cách hiểu nông cạn nhất có thể là Joker là kẻ điên. Hắn có vấn đề tâm thần nặng đến mức không thể thành thật hoặc nhất quán với cả bản thân mình. Vậy nên, hai câu chuyện phản ánh chứng rối loạn tâm thần của Joker. Câu trả lời thứ hai cho việc này là Joker là một kẻ nói dối, nhiều đến mức không thể bỏ được. Xuyên suốt bộ phim, Joker thao túng kẻ thù của hắn bằng những lời dối trá, sự lừa lọc, ngụy trang và những cái bẫy điển hình như vụ cướp ngân hàng, sự phản bội của hắn đối với tổ chức xã hội đen ở đầu bộ phim, sự hoán đổi vị trí của Harvey và Rachel, sự cải trang thành y tá để vào bệnh viện hay hóa thân thành vệ sĩ trong cuộc diễu hành để bán nông thị trường. Vậy nên, hai câu chuyện khác nhau về nguồn gốc của vết sẹo dài trên mặt hắn có chăng chỉ là sự tiếp tục của khuôn mẫu về việc sự lừa dối đáng sợ và bản chất khó lường của Joker. Tuy nhiên, có một cách hiểu ngầm thứ ba là Joker đang tạo ra một màn trình diễn có chủ ý. Joker luôn mở đầu câu chuyện bằng câu hắn hỏi một câu mà ai cũng nghĩ khi nhìn khuôn mặt dị dạng đấy, nhưng không ai dám hỏi cả. Thế là hắn hỏi hộ luôn. Điều quan trọng là khi hắn kể câu chuyện về một người cha bạo hành cho Gambo và kể về người vợ bê tha cho Rachel nghe, rõ ràng hắn đã thêu dệt câu chuyện cho phù hợp với những đối tượng của mình. Hắn thao túng đối phương bằng một loạt những biến thể về quá khứ của hắn như một công cụ, một phương pháp tiêm nhiễm nỗi sợ hãi vào đối tượng hắn muốn. Hắn biết hắn phải tạo ra một câu chuyện khủng khiếp, đầy đau thương để tiêm nhiễm nỗi sợ hãi đó. Điều này giúp hắn trở nên khó lường và đậm chất phản diện. Bằng việc này, những đặc điểm nhận dạng của hắn trở nên không đáng tin cậy. Và điều này gây khó cho chính quyền, như lực lượng hành pháp, bác sĩ tâm lý, nhà nghiên cứu tội phạm trong việc nhận dạng hắn một cách chính xác. Nhưng miêu tả này về hắn củng cố niềm tin cố hữu của hắn về trật tự xã hội. Nếu hắn có thể là tất cả mọi người, hắn chẳng là một ai cụ thể cả. Đây là một sự phát triển nhân vật hơn so với các phiên bản trước của Joker. Những phiên bản muốn chứng minh sự độc nhất của mình và nỗ lực để được mọi người nhìn nhận như một kẻ quan trọng, xuất chúng và đặc biệt. Song song với chủ đề hỗn loạn của phim, Joker trong The Dark Knight có hình ảnh vô tổ chức và gây nên sự bất an. Bộ đồ màu tím của hắn trông vô cùng buồn tẻ và bụi bặm. Trang điểm của hắn luộm thuộm và lem nhem. Những vết sẹo rõ rệt trên khuôn mặt của hắn được bao phủ bởi lớp son bôi lởm chởm vẽ theo hình một nụ cười nhếch mép. Những lời lẩm bẩm và hành vi chu môi của hắn tạo ra biểu hiện của sự bối rối và điên loạn. Một kẻ phản diện nổi tiếng ám ảnh với mái tóc xanh cùng trang cười không kiểm soát như chút hết gan phổi. Qua mạch phim, khán giả có thể kết luận Joker chính là kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Tuy vậy, sự tổn thương ấy liệu có phải là nguyên nhân hình thành nên một tội phạm Joker tàn bạo của thế giới điện ảnh? Theo nhận định của giáo sư Zip Cohen, nhà tâm lý học tội phạm và trợ lý lâm sàng của khoa tâm thần tại Đại học Cornell, người đặc biệt nghiên cứu về bạo lực, hành vi săn mồi, rối loạn nhân cách và những rối loạn nhân cách độc hại khác. Ông cho rằng ý kiến về sự rối loạn nhân cách trong nhân vật Joker là không hoàn toàn không chính xác, vì hắn có những đặc điểm trái ngược với nhận định đó. Theo khoa học, tâm thần phân liệt là một loại bệnh tâm thần mãn tính nghiêm trọng, khiến người mắc bệnh rối loạn trong suy nghĩ, tư tưởng không rõ ràng và thiếu logic. Một trong những triệu chứng của người bệnh là hoang tưởng, tin vào những điều phi thực tế, đôi khi tự tạo ra các cảm giác tích cực hoặc tiêu cực và không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động gì. Cohen nhận định, rõ ràng Joker không phù hợp với mô tả vừa rồi,
Anh ta là người có suy nghĩ rất sáng suốt, là một nhân vật phản diện cực kỳ phức tạp, được dàn dựng tốt, có động cơ rõ ràng và có khả năng tương tác với người khác ở một mức độ rất cao, ví dụ như thao túng họ. Ngoài ra, Joker không cho thấy có các biểu hiện ảo tưởng như những người bệnh tâm thần phân liệt. Một giả thiết khác được đặt ra về tình trạng tâm lý của nhân vật Joker chính là rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực được hiểu một cách đơn giản là tình trạng đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm xen kẽ. Khi hưng cảm, một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực sẽ cực kỳ mạnh mẽ và bốc đồng, nói nhanh và tham gia quá mức vào các hành vi như quan hệ tình dục hay tiêu một khoản tiền khổng lồ. Thế nhưng, theo sự nhận xét của Cohen, Joker là thể hiện khả năng tự kiểm soát tuyệt vời. Anh ta có thể linh hoạt khi cần, nhưng anh ta cũng có thể kiểm soát hành vi của mình. Điều đó hoàn toàn không phù hợp với chứng rối loạn lưỡng cực. Một minh chứng rõ ràng nhất cho lời nhận định của Cohen là cảnh phim sau khi thoát khỏi phòng giam thẩm vấn. Joker đánh cắp một chiếc xe cảnh sát để băng qua thành phố. Khắp nơi xung quanh hắn toàn những dấu hiệu của tình trạng hỗn loạn và thảm họa. Nhưng hắn vẫn thấy thanh bình, hắn không hề giận dữ, bùng nổ hay cuồng loạn. Khi tiếng còi hú vang lên và chiếc xe quay lắc, Joker thò đầu ra ngoài cửa sổ để cảm nhận luồng không khí đang phả vào mặt mình. Phản ứng của hắn là sự hài lòng, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Jack Nicholson và Mark Hamill hẳn là sẽ cười điên loạn trong cảnh đấy. Joker của Heath Ledger thì chỉ im lặng. Hắn hiếm khi thể hiện sự mất kiểm soát, hành động phi lý hoặc bồng bột. Vậy câu hỏi lớn thật sự trong lòng khán giả, liệu tên hề Joker có thật sự mắc bệnh tâm thần? Trên thực tế, bệnh lý tâm thần không phải là chẩn đoán chính thức trong DSM-5 theo sổ tay chẩn đoán và thống kê các loại rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ. Nhưng về cơ bản, tâm thần bao gồm các tiêu chí cho rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Theo thống kê những năm gần đây, khoảng 1-2% nam giới và 0,3-0,7% phụ nữ của dân số nói chung được ước tính là những kẻ thái nhân cách thật sự. Nhưng đối với phần còn lại, chúng ta rơi vào thang điểm ở đâu đó thấp hơn. Kẻ thái nhân cách tương tự như loài thú săn mồi đồng loại. Họ lợi dụng người khác bằng sự quyến rũ, lừa dối, bạo lực và những cách khác để có được thứ mà họ muốn, bất chấp đúng sai. Một kẻ thái nhân cách không có sự đồng cảm với người khác và hành động theo sự bốc đồng của họ và tính toán quyết định cho lợi ích của riêng họ. Người thái nhân cách luôn tưởng dưng về mặt cảm xúc với những điều trái luân thường, đạo lý dù ngoài mặt đôi khi họ tỏ ra rất đỗi lịch thiệp và thấu hiểu. Về mặt triết học, chúng ta có thể lập luận rằng một người cố tình coi thường đạo đức, hành động theo cách điên rồ, hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì con người tin và vi phạm các quy tắc làm cho xã hội hoạt động là phạm tội tâm thần. Nhưng từ góc độ tâm lý, những người này không mắc bệnh. Bệnh tâm thần chỉ là một đặc điểm tính cách khác biệt. Giáo sư Cohen chẩn đoán rằng Joker có thể được xem là kẻ thái nhân cách, nhưng cũng không thể khẳng định hoàn toàn vì sự phức tạp của nhân vật. Ông tổng kết rằng một số tội ác lớn nhất trong lịch sử loài người đã được thực hiện bởi những người không mắc bệnh tâm thần hoặc bằng chứng về bệnh tâm thần trong cuộc sống hàng ngày của họ. Tôi nghĩ rằng nhân vật Joker buộc chúng ta phải vật lộn với khả năng xấu xa bẩm sinh của con người. Điều cuối cùng không thể giải thích được khai thác một cách hiệu quả trong các tác phẩm nghệ thuật. Như vậy, thông qua nhiều góc nhìn tâm lý học, thần kinh học trên cơ sở khoa học, chúng ta nên công tâm nhìn nhận rằng Joker có thể gây ra các tội ác xã hội như một bệnh tâm thần hay không. Thế nên bất cứ sự viện dẫn nào về lý do phạm tội của Joker vì tâm thần đều không hoàn toàn thuyết phục. Phạm nhân có thể mắc bệnh tâm lý, nhưng không phải người mắc bệnh tâm lý nào cũng sẽ là phạm nhân. Tuy nhiên, dù có dùng căn bệnh tâm lý làm cái cớ để trốn tránh tội ác hay không, thì trong phim The Dark Knight, Joker vẫn chính là hiện thân và người củng cố triết lý vô chính phủ của nhân vật phản diện. Theo như các mô tả khác của Joker, vai diễn của Ledger phản ánh một kẻ sát nhân với sự thù địch nguy hiểm và hành động không cần lý do. Nhưng trong riêng bộ phim này, Joker lại cực kỳ tập trung vào sự hủy diệt của xã hội văn minh con người. Hắn hành động dựa trên biểu tượng của sự rối loạn, ý tưởng của hỗn mang, mà chẳng mang quá trình cụ thể làm thế nào để đạt được mục đích đó. Trong khi vai diễn Joker của Jack Nicholson trong phim Batman 1989 theo đuổi cái đích là phá hoại và tái thiết chính quyền, vai diễn Joker của Ledger theo đuổi cái đích là sự phá hủy hoàn toàn của mọi thứ. Vai diễn Joker của Mark Hamill trong phim Batman The Animated Series trộn lẫn bạo lực và niềm vui thú. Còn Joker của Ledger thì bỏ qua cảm xúc để theo đuổi chủ nghĩa tri thức. Hắn hiểu triết học về đạo đức, biết cách khiêu khích người khác và giàu kinh nghiệm. Thậm chí, hắn hoàn toàn sẵn sàng chứng minh rằng sự hủy diệt của xã hội sẽ dẫn đến một xã hội mới, tự do và công bằng hơn. Chính việc không chấp nhận các quy tắc xã hội này khiến vai diễn của Ledger đáng sợ hơn nhiều so với những nhân vật Joker khác. Đạo diễn Nolan đã tạo dựng một Joker đáng sợ trong một bối cảnh chính trị xã hội gần giống như ngày 11 tháng 9 của Mỹ, một kẻ khủng bố, một kẻ ác, dường như không có bất cứ luật lệ nào có thể trở nên vô cùng đáng sợ, bởi vì những người như vậy hành động rất khó đoán, không có lý lẽ và không thể lý giải. Bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc đời này? Tiền tài, danh vọng, tình yêu hay sắc đẹp? Thực tế, tất cả những yếu tố kể trên đều có thể gói gọn lại trong một từ: sự công nhận. Bạn tài giỏi, bạn được công nhận nên kiếm được nhiều tiền. Bạn xinh đẹp,
bạn được công nhận nên nhiều người muốn ở gần bạn. Và nhân vật trong phim cũng vậy. Nếu như Joker của Nicholson và Hamill đều muốn một cái gì đó, danh tiếng, đẳng cấp, quyền lực, mối tình, sự kích thích, thì Joker của Ledger tìm kiếm sự hỗn mang. Hắn tự nhận bản thân là Agent of Chaos, sứ giả của sự hỗn mang. Hắn bất chấp bao nhiêu hỗn loạn được tạo ra, miễn là hắn phá hỏng được hệ thống xã hội cấp bậc bất công này. Đây chính là minh chứng cho lý thuyết One Bad Day, rằng tất cả chỉ cần một ngày thật tồi tệ để khiến người tử tế nhất trên đời trở nên mất trí. Dĩ nhiên, nói One Day không có nghĩa là bỗng dưng một ngày tồi tệ sẽ khiến ai đó trở nên xấu xa. Thực chất, nó là kết quả của một quá trình tích tụ, nay chỉ cần một cú hích để mọi thứ vỡ òa. Khi một Gotham thối nát tràn ngập sự hỗn loạn, thì sự ra đời của Joker có chăng chỉ là giọt nước tràn ly. Thực tế, cho đến hôm nay, các chuyên gia về sức khỏe tâm lý, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm ra lời giải chính xác về nguyên nhân khiến một người sẽ trở nên bạo lực, đi đến quyết định giết một ai đó. Thông thường, các tên ác nhân với những hành động điên loạn có thể được giải thích thông qua 4 nguyên nhân chính sau đây. Sự trả thù, cảm giác cần phải đạt được một mục tiêu. Sự công nhận về mặt năng lực, tôi có khả năng làm một việc gì đó cho dù điều đó không tốt đẹp gì. Cảm giác thỏa mãn, đạt mục tiêu. Và bạn có thấy Joker trong The Dark Knight có đầy đủ cả 4 yếu tố kể trên, cùng chính xác sự tăng tiến về mặt tâm lý. Với một người thông thường, sau khi phạm tội, họ sẽ cảm thấy run sợ, nhưng Joker thì khác. Hồi tưởng lại cảnh Joker rời bệnh viện đa khoa Gotham và kích nổ một loạt bom, hắn quay lưng bỏ đi khỏi phía các tòa nhà, trong khi sự tàn phá của vụ nổ lên đến đỉnh điểm. Trên thực tế, hắn có trong giây lát hướng ánh mắt về phía đám cháy để đảm bảo vụ nổ khổng lồ cuối cùng cũng được kích hoạt. Nhưng khi quả bom cuối cùng bùng nổ, theo phản xạ, hắn ta lại quay đi khỏi sự tàn phá khi từ từ tiến về phía xe tẩu thoát. Hài lòng với thông điệp của mình, hắn tiếp tục tiến bước. Giờ đây, Joker nở nụ cười mãn nguyện khi thấy một phần của thế giới đang bốc cháy. Sự thỏa mãn khi chứng kiến cái ác nuốt chửng thành phố Gotham hoàn toàn tỷ lệ thuận với cái ác trong bản tính con người Joker. Cái ác đã chiến thắng và hơn ai hết, Joker chính là hiện thân của cái ác tàn bạo hoành hành trong thành phố này. Với nhân vật Joker cùng câu chuyện khởi nguồn trên màn ảnh The Dark Knight, có thể khẳng định một điều rằng Joker sinh ra đã mang tính phản diện rất lớn. Sự mục rỗng và thối nát, bất công của Gotham chỉ như một môi trường lý tưởng để hạt mầm độc ác trong Joker được đâm chồi mà thôi. Có thể cuộc đời Joker với nhiều biến cố sẽ khiến bạn mủi lòng, nhưng sự thông cảm này không thể nhập nhằng với sự thật rằng cái ác sẽ mãi mãi là cái ác. Thế nhưng, nhìn ở một khía cạnh khác, Joker, một cách đáng thương, đã dành cả đời mình để đi tìm sự công nhận của người khác và thất bại. Một trong những phân cảnh chứng minh sự khao khát được xã hội công nhận của gã điên đeo mặt nạ hề này là khi dùng Batman như một quân cờ để kiểm tra giả thuyết của mình rằng con người về cơ bản là giống nhau và không có đạo đức. Và các hệ thống phân cấp được xây dựng của xã hội chỉ nhằm áp bức những người không được phục vụ và che giấu xu hướng tự nhiên của sự vô đạo đức của con người. Hắn muốn chứng minh cho tất cả người dân của thành phố Gotham rằng các quy tắc đạo đức là các lớp bề ngoài của sự phù hợp và con người chỉ làm điều tốt để gặt hái những lợi ích của cơ sở xã hội. Hắn không tin vào lòng vị tha. Khi bị thẩm vấn tại sở cảnh sát Gotham, Joker đã thẳng thắn tiết lộ quan điểm của mình về trật tự xã hội. Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc. Joker còn thẳng thắn khẳng định với Batman, mày sẽ thấy, tao sẽ chỉ cho mày, khi thức ăn không còn, những người văn minh này, họ sẽ ăn thịt lẫn nhau. Mặc dù với vẻ ngoài nguy hiểm và hành vi cực đoan, Joker của Ledger không hoàn toàn tách rời khỏi thực tế. Hắn vẫn có khả năng lý luận đạo đức, tức quá trình nhận thức xã hội mà qua đó một người đánh giá hành động của họ và hành động của người khác là xấu hay tốt. Joker không hề gặp khó khăn trong việc hiểu và dự đoán hành vi cũng như niềm tin của người khác. Hắn chỉ đơn giản tin rằng họ là những người sai, họ là những kẻ bất thường, còn mình là người duy nhất bình thường. Và trong cái xã hội không được bình thường này, chỉ có thể làm việc sai trái để chứng minh quan điểm của mình. Điều thực sự đáng sợ là trò chơi cuối cùng của hắn. Joker muốn chứng minh rằng nhân loại vốn đã bị bệnh. Hắn có động lực để chứng minh rằng sự điên rồ giống như lực hấp dẫn vậy. Tất cả những gì cần làm là đẩy nhẹ một cái. Cảnh thẩm vấn cho thấy trí thông minh cảm xúc cao của Joker. Hắn biết điểm yếu của Batman. Đôi khi hắn có thể đọc được suy nghĩ của Batman. Hắn thừa nhận rằng hắn không muốn giết Batman vì hắn cần anh ta như một phần của các thí nghiệm xã hội của mình. Trên thực tế, Joker muốn khai thác cơn thịnh nộ và giận dữ của Batman, khả năng vũ lực, đe dọa và bạo lực của anh ta, và cuối cùng hướng anh ta đến cái đích cuối cùng là sự vô chính phủ. Vào cuối phim, dù cho có thừa nhận Batman là một người tốt đầy liêm khiết, nhưng Joker đã chứng minh tư tưởng của mình rằng chỉ cần tận dụng những tệ hại của xã hội, hắn có thể tạo ra những con quái vật. Cụ thể ở đây là Harvey Dent, chính trị gia chính trực, là nhân vật được ngưỡng mộ nhất, hy vọng nhất và có ảnh hưởng nhất ở thành phố Gotham, và có lẽ là phản ánh rõ ràng nhất về trật tự thứ bậc có thể có tiềm năng hòa hợp.
anh và cô bạn gái Rachel trở thành nạn nhân trong một âm mưu phá hoại của Joker. Sau tai nạn tử vong của Rachel, còn Harvey Dent bị bỏng một nửa mặt, Joker tiếp cận Dent trong bệnh viện, lợi dụng nỗi mất mát để thao túng, biến anh thành gã phản diện Two-Face, một kẻ phản diện trả thù tàn bạo những kẻ đã gây nên cái chết của người yêu bằng cách tung đồng xu. The Dark Knight từ lâu đã trở thành một tượng đài, nó mượn bộ áo của thước phim chủ đề siêu anh hùng để nói những câu chuyện sâu sắc hơn. Ở đó đã sinh ra một hình tượng Joker bất hủ của Heath Ledger. Joker là một nhân vật đáng nói. Mọi điều ở hắn ta đều khiến người xem tò mò, thích thú, đồng thời cũng sợ hãi. Một trong những chủ đề chính được truyền tải xuyên suốt The Dark Knight là sự mâu thuẫn giữa luật của Batman không giết người và thái độ không luật lệ của Joker. Một số câu thoại trong phim đã hướng đến việc này. Tên trùm Maroni nói với Batman rằng sẽ không ai giúp anh ta tìm Joker. Mày có luật, thằng Joker thì nó chả có luật lệ gì cả. Không ai sẽ giúp mày tìm nó đâu. Joker bảo Batman là mày đặt ra những luật lệ và nghĩ rằng nó sẽ cứu được mày. Cách hợp lý nhất để sống trong cái thế giới này là không có luật lệ. Bằng cách kể những câu chuyện nguồn gốc đối lập nhau, Joker đã vẽ ra một sự khác biệt mạnh mẽ với Batman. Batman được định hình và bị giới hạn bởi quá khứ của mình. Joker thì được tự do tạo nên quá khứ của riêng mình. Vì hắn không có quá khứ, nên hắn cũng không có động lực. Nhưng cái cách hắn nói với Harvey, nói ngắn gọn thì Joker được tạo nên bởi việc không có một quá khứ. Từng có rất nhiều những cuộc tranh luận về quá khứ của Joker, thứ vốn được chính hắn tiết lộ với tần suất lớn mà lúc nào cũng xung đột với nhau, khó xác định thật giả. Những lời đồn đại đó đúng cũng được mà sai cũng chẳng sao. Với hắn, quá khứ thật sự đã trở thành thứ vô giá trị, khiến hắn muốn quên đi, khiến hắn cho rằng dù có kể ra sự thật cũng chẳng có nghĩa lý gì. Joker chẳng cần một quá khứ, hắn không cần một câu chuyện buồn, lâm ly dễ gây thông cảm, dễ làm cái cớ để lý giải cho con người của hắn. Vì nếu có một quá khứ được định hình thì sẽ không còn Joker như bây giờ. Quá khứ không phải là thứ tồn tại với Joker để giữ chân hắn, để định hướng hành động và con người của hắn. Joker không như một Bruce Wayne, một Batman với nỗi sợ những con rơi, với nỗi đau đớn thù hận khi cha mẹ bị giết hại, với lời thôi miên đừng sợ hãi, với đủ những sợi dây quá khứ cuốn lấy anh, đưa anh vào những khuôn phép, khiến anh trở nên rất người, rất gần với chính chúng ta. Hắn không như Harvey Dent, vì chút mất mát mà mang theo ám ảnh tâm lý mà biến thành Two-Face. Tất cả bọn họ đều được định hình bằng thứ gọi là quá khứ, thứ làm nên con người, quyết định một phần tính cách cũng như cách họ sống. Joker thì không như vậy. Quá khứ đối với hắn không là gì, không đáng để nhớ, mà chỉ là những sự lựa chọn ngẫu nhiên của hắn ta, là thứ vũ khí hắn dùng để gây sức ép tinh thần cho con mồi, là trò đùa vui bỡn cợt. Khi nhìn thấy vết sẹo dài ghê rợn trên gương mặt Joker, người ta thường không khỏi tò mò đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó, cũng như sự liên hệ giữa vết sẹo và con người điên rồ của Joker như bây giờ. Liệu có câu chuyện buồn nào sau vết sẹo này? Liệu có lời giải thích nào cho một Joker điên cuồng tàn nhẫn? Nhìn thấy một điều gì đó quá đỗi kỳ lạ, quá đỗi bất thường sẽ khiến ta bất giác thắc mắc và đi tìm lời giải, lời biện minh phù hợp. Joker đọc được những điều đó trong họ và đưa cho họ một câu trả lời. Một câu trả lời hết sức phù hợp, điển hình, dễ dàng bắt gặp ở nhiều những tên tội phạm phản diện. Không có gì để bới móc hay thấy không vừa lòng. Mỗi câu trả lời Joker đưa ra đều đánh đúng vào đối tượng. Với Rachel là sự chia cắt và sụp đổ của tình yêu, với Gamon là cậu bé trước sự vũ phu của người cha trong gia đình. Joker có thể không biết tường tận về quá khứ của họ để xem điều gì dễ tác động mạnh đến đối tượng hơn cả, nhưng hắn có thể chọn những câu chuyện dễ trúng nhất, phù hợp với tâm lý họ nhất. Và kể ra thì sao? Mọi người có cảm thông cho kẻ sát nhân không? Có hiểu hắn hơn không? Không. Câu chuyện về Joker chỉ càng khiến nạn nhân thêm ghê sợ, chết đứng trước vẻ điên loạn kỳ quái của hắn, trước sự thoải mái khi bóc trần vết thương giả tạo ra cho khán giả. Nó thậm chí còn đánh sâu hơn vào tâm lý người nghe, đem cho họ cảm giác khó chịu, bất an. Và thế là quá khứ đã chẳng còn gì hơn một thứ công cụ với Joker. Smile because it confuses people. Smile because it's easier than explaining what is killing you inside. Con người của Joker là do chính hắn chọn, không cần lý do, chẳng cần mục đích. Và quá khứ cũng vậy. Joker chọn cho mình một quá khứ hắn thích, một thứ để làm trò tiêu khiển, chứ chẳng phải để giày vò hay định hướng cho mình. Với một con người bình thường, quá khứ chính là thứ tạo nên họ, là xuất thân, những trải nghiệm, những vấp ngã, những được những mất, dần dần bồi đắp nên một người chỉnh tề, vẹn toàn và logic. Còn Joker thì không, hắn vừa đơn giản vừa hỗn độn, hắn không được đắp nặn từ những vết thương, niềm vui hay nỗi đau trong quá khứ. Chính điều đó làm hắn trở nên khó đoán, thiếu nhân tính, thiếu người hơn tất thảy các nhân vật phản diện, hay thậm chí là những nhân vật thường thấy khác. The Dark Knight đã tạo nên một Joker không có giới hạn, không có cản trở, không có bó buộc và mang tính biểu tượng như vậy. Không ai nắm bắt được hắn, không ai hiểu được hắn, vì chỉ mình bản thân hắn mới hiểu chính xác mình là thứ gì.
trong thế kỷ 21 này, khi kỷ nguyên phim siêu anh hùng đang ở đỉnh cao của nó, nhưng khó có phim nào có thể chạm được vào tượng đài The Dark Knight. The Dark Knight là riêng biệt, độc đáo và duy nhất. Có thể xem The Dark Knight là phim hành động cũng được, mà thực sự để phân loại nó thì nó sẽ thiên về phim tâm lý tội phạm hơn, khi mà nhân vật chính, người hùng của chúng ta phải đối diện với kẻ thù lớn nhất của mình, một kẻ điên rồ thấu hiểu tâm lý con người đến nỗi đã khiến cho không chỉ những nhân vật trong phim mà cả khán giả cũng phải ngỡ ngàng tự soi chiếu bản thân mình. Heath Ledger, chàng diễn viên trẻ tuổi đã tự sát ở độ tuổi đẹp nhất và đỉnh cao phong độ nhất của cuộc đời sau vài diễn xuất thần trong The Dark Knight. Không thể phủ nhận, The Dark Knight có được thành công như vậy là nhờ Joker do Nolan tạo ra và Joker do Heath Ledger hóa thân. Và không nói quá khi cho rằng Joker của Nolan dạy cho những nhà biên kịch biết làm sao để tạo ra một vai phản diện đỉnh cao, khiến bộ phim trở nên sâu sắc, khó đoán và đầy kinh ngạc. Xem The Dark Knight dù có bao lần cũng không thể chán. Đấy là phẩm cách của một tác phẩm đỉnh cao của một nhà làm phim tài năng. Vậy là video phân tích của chúng mình chính thức dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video phân tích và hãy cho chúng mình biết cảm nhận của các bạn dưới comment video này. Nếu các bạn thấy video này thú vị thì đừng quên cho chúng mình một like và một subscribe cho kênh YouTube Way Too Weird Movie để đón xem những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Way Too Weird out.